Thế thì chúng ta nhận thấy rằng là đề thi học kỳ 2 thì có phần trắc nghiệm, thì tí nữa file tài liệu thì tôi sẽ gửi sau. Các bạn suy nghĩ nào. Câu thứ nhất ạ. Tập trung, tập trung, tập trung con này. Câu thứ nhất, đầu năm 2022-2023, bạn lớp trưởng đo chiều cao của một nhóm học sinh lớp 7 với kết quả như sau. Học sinh A, An Dũng, Nam Hải, Ngọc có chiều cao như thế này. Lớp trưởng đã ghi nhầm chiều cao của một học sinh. Đó là của học sinh nào? À. Mà có bạn bảo là Hải thì sao lại bảo là biết bạn ghi nhầm bạn Hải? À, chiều cao này nó khá là lạ đúng không? Có phải không con? Vâng, chính xác ạ. Các bạn ấy chỉ có hơn 1 mét thôi, mà đây bạn Hải tận hơn 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 2 mét cơ. Như vậy là đáp án đúng là chúng ta sẽ chọn đáp án gì ạ? À, C. Tiếp theo, đến câu số 2. Dựa vào bảng số liệu kim ngạch xuất khẩu ngành dệt và may Việt Nam, năm ngành dệt năm 2017, 18, 19, 20 theo được tỷ số đô la Mỹ. Hãy cho biết năm 2019 ngành dệt may Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu là bao nhiêu đô la Mỹ? Quá đơn giản. Mấy bạn bảo trả lời thầy ạ. Đây, nhìn cái bảng của nó đây đúng không con? Cái cột của nó rằng vâng. Tiếp theo. Đến câu 3. Biểu thức đại số biểu thị tổng quãng đường đi được của một người. Biết rằng người đó đi bộ trong trong x giờ với vận tốc 4 km. Ồ, thời gian và vận tốc thì chúng ta có công thức nổi tiếng, đó là quãng đường bằng vận tốc nhân thời gì? Thời gian. Đọc cái từ chìa khóa là mình hiểu đúng không ạ? Sau đó đi xe đạp trong y giờ và với vận tốc là bao nhiêu ạ? À, cũng là vận tốc nhân thời gian. Tính tổng quãng đường thì đơn giản chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án nào mời bạn Tâm ạ? Bạn Tâm. Đấy, con phải đọc và con nhìn vào màn hình này con theo dõi. Người ta bảo nhá, biểu thức tổng quãng đường đi. Tổng quãng đường đi thì đi thứ nhất này. Một người đi thứ nhất là đi được là bao nhiêu ạ? Trong x giờ với vận tốc là 4 km trên giờ, sau đó lại đi bằng xe đạp y giờ với vận tốc là 18. Thì tổng quãng đường đi, quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian, thì tổng quãng đường là hai đoạn cộng lại. Đọc to vào, vâng, quãng đường thứ nhất là x nhân 4 là 4x đúng không ạ? Quãng đường thứ hai là y nhân 18 là 18y. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án A. Câu số 4 ạ. File này không phải ghi, tôi sẽ gửi lên trên nhóm sau để chúng ta tiết kiệm thời gian về cái phần trắc nghiệm. Với câu số 4. Mỗi xúc xắc có 6 mặt. Đúng không ạ? Mỗi chấm ở mỗi mặt là một trong các số như là từ 1 đến 6, thì xúc xắc có 6 mặt mà. Quy ước xúc xắc cân đối và đồng chất gieo ngẫu nhiên xúc giác một lần tập hợp kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc giác là các đáp án A 1 2 4 5 6, B 1 chấm 2 chấm 3 chấm 4 chấm 5 chấm 6 chấm, C 1 mặt 1 chấm mặt 2 chấm mặt 3 chấm mặt 4 chấm mặt 5 chấm mặt 6 chấm, D mặt 1 chấm mặt 2 chấm mặt 3 chấm mặt 4 chấm mặt 5 chấm mặt 6 chấm. Thì ghi kết quả nào ạ? À đây, nhìn thế này là người ta đều biểu diễn từ 1 đến 6, như vậy cách ghi nào là đúng thôi đúng không? Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là nào, mời chị Anh ạ. Mặt 1 chấm chấm phẩy đúng không? Thế tại sao con không chọn đáp án C? À, nó không có dấu ngoặc đúng không ạ? Vâng. Thế tại sao lại không chọn đáp án B? À, nó không có chữ mặt đúng không? Thì tại sao không chọn đáp án A? À, mấy con số thôi, không đúng đúng không? Vâng, như vậy à, bạn ấy nói rất đúng ạ. À, tức là A không chọn bởi vì nó không có số mặt, B cũng không có số mặt,
C thì có mặt nhưng lại thiếu cái dấu ngoặc. D thì đầy đủ hơn, đúng không con? Anh hiểu chưa ạ? Tiếp tục ạ. Nào, sử dụng đề bài sau để trả lời câu 5 và câu 6. Trong vườn nhà ông Quang chỉ trồng 3 loại cây ăn quả: cam, quýt, bưởi, với tỷ lệ như cái biểu đồ hình quạt đây, ngon. Nhìn vào đây biết ngay là bưởi nhiều nhất này, 50% này, cam thứ nhì này, quýt ít hơn này. Muốn biết cam thì mình lấy 100% trừ đi hai thằng đã biết, đúng không anh em? Phải không ạ? Rồi, bắt đầu. Câu 5, số cây cam chiếm tỷ lệ là, mời bạn gì nhỉ? Thùy nào. Thùy Linh. Cây cam, cam đâu? Cam đây. 100 trừ 50 còn 50, 50 trừ đi thằng này, bạn chọn đáp án D là 37,5. Tuần chưa ạ? Tiếp theo câu 6 ạ. Nếu tổng số cây ăn quả trong vườn nhà ông Quang là 400 cây. Đấy, cái này phải nghĩ nha. Là 400 cây. Khi đó số cây bưởi trong vườn là bao nhiêu? Cây bưởi. Bưởi là 50%. Ôi thì ngon, nhẩm một phát luôn. Nhà ông Quang tổng là bao nhiêu ạ? Đấy, nếu tổng nha. Tổng là của nhà ông Quang là 400 cây. Thế thì 50% tính được ngay. Mời một bạn ở phía online nào. Thì mời bạn Gia Huy nào. Gia Huy trả lời thầy ạ. Em đưa thầy em chọn đáp án A. 200 và 50% thì là đáp án A rồi. Rất ngon. Tiếp theo ta sẽ đến với câu số 7 ạ. Cho điểm M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB, biết MA bằng 5 thì MB là bao nhiêu? Ủa rồi. Gọi là mời bạn Huyền Đội Bình ạ. Dạ em cho thầy em chọn C ạ. Vâng, M là trung trực của AB thì MA phải bằng MB rồi, như vậy là MB là 5. Siêu dễ, đúng không? Và các bạn suy nghĩ tiếp câu 8, câu 9, câu 10 trong vòng 1 phút ạ. Và chúng ta sẽ đến với câu số 8 ạ. Là cho hình vẽ sau so sánh AB, BC và BD. AB này, BC và BD. Đây là kiến thức liên quan đến quan hệ của đường xiên và đường vuông gì? Vuông góc thì mình nhìn thấy ngay. Mời một bạn trả lời thôi ở phía online là mời bạn Hoàng Minh nào. Con gì ạ? Mời Ngô Khánh Linh nào con này. Hoàng Minh trả lời chưa? Ngô Linh nói đi ạ. Hay là AB nhỏ hơn BC nhỏ hơn BD AB nhỏ hơn BC nhỏ hơn AD, mình nhìn hình là mình thấy ngay đúng không ạ? ạ? Như vậy đáp án đúng là mình sẽ chọn đáp án. Vâng. Đáp án B ạ. Vâng. Câu số 9 mời bạn Linh trả lời thầy ạ. Em thấy là đâu? Đáp C ạ. Vâng, câu 9 là một tam giác cân có số đo góc ở đáy là 50 thì góc đáy còn lại cũng là 50 không? Cân thì nó lên đáy là hai đáy bằng nhau là 50, 50 là 100 rồi. Thì vậy góc ở đỉnh sẽ là bao nhiêu? Để xin 80 góc ạ. đỉnh là 80 và mình sẽ luận nhanh như vậy. Tiếp theo câu 10, cho tam giác cân có độ dài hai cạnh là 2 và 7. Vậy chu vi của nó sẽ là bao nhiêu? Thực ra ở cái bài toán này á thì nó là một bài nó cũng không khó lắm. Nhưng muốn biết được chu vi thì mình phải dựa vào cái mối quan hệ người ta cho giữa 2 và 7 này. Đúng không? Tức là cái cạnh của nó sẽ là cái thằng còn cạnh còn lại nó sẽ nhỏ hơn tổng hai cạnh và lớn hơn hiệu hai gì? Hai cạnh thì tôi sẽ giải ngay trên màn hình này cho các con nha, tôi sẽ đánh máy một chút ạ. Tức là cái cạnh đó nó sẽ A này. Tôi gọi số đo cạnh đó là A đi. Thì nó phải lớn hơn. Lớn hơn thì hiệu hai cạnh là lớn hơn 7 trừ mấy ạ? 7 trừ 2 không? Và nó phải nhỏ hơn gì con? 7 cộng mấy ạ? Cộng 2, tức là A nó sẽ lớn hơn mấy con? A lớn mấy con nhỉ? À, 5 nhỏ hơn A và nhỏ hơn mấy ạ? 9.
Như vậy là A có thể là số số 6, số 7, số gì ạ? Số 8. Đúng không? Nhưng người ta đã nói rằng tam giác này là một tam giác gì đây? Đấy, chúng ta còn lưu ý tam giác cân, như vậy mình chỉ chọn A là 7 thôi. Đúng không? Chứ A không thể là 2 được, có bạn bảo là hai đáp án là sai đấy. Bởi vì A có thể là 2 được không? A không bao giờ là 2 bởi vì lý do là 2 cộng 2 không lớn hơn 7 đúng không? Tổng hai cạnh và lớn hơn cạnh còn lại. Các con nghe giảng nhá. Vậy là suy ra là A bằng 7 ạ. A mà bằng 7 đấy, thế là mình đã tìm được chưa ạ? À, cái chỗ này là thầy giải giáo giải thích nha. Thế thì nó A bằng 7 rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có câu trả lời chu vi của nó sẽ là bao nhiêu ạ? Mời bạn Tạ Khánh Duy trả lời thầy ạ. Duy ơi. Bạn Hoàng Quân trả lời thầy ạ. Vậy chu vi của nó sẽ là bao nhiêu ạ? Em thưa thầy là chu vi của nó sẽ là bằng em thầy là bằng 5,5 ạ. Ừ. À, không phải thầy. Vâng, bằng 5,5 thầy. Ờ, con chả nghe giảng à? Con đã tìm được cái cạnh của nó là 7 chưa? Em đang tìm dở đấy ạ. Ở đây con thầy đã đang giảng ấy rồi, cạnh của nó mình tìm được 7 rồi. Đây thầy nói lại nha, một tam giác cân Vâng. này có độ dài hai cạnh là 2 và 7 này. Như vậy tôi gọi cái cạnh còn chưa tìm là được là A nhá. Thì A nó phải lớn hơn hiệu hai cạnh và nhỏ hơn tổng hai cạnh đúng không? Như vậy chứng tỏ là A lớn hơn 5 và nhỏ hơn 9. A là các số là 6, 7, 8. Nhưng mà tam giác người ta cho là tam giác cân. Cho nên mình sẽ chọn A là mấy là 7 vì có một cạnh là 7 được không? Vâng. Như vậy là nó có ba cạnh, là một cạnh là 2, một cạnh là 7, một cạnh nữa là 7. Vậy chu vi của nó sẽ là bao nhiêu? Em thầy là chu vi là Chu vi là ba cạnh 16 ạ. này. Vâng ạ, đáp án đúng 16 ạ. 16. Con phải tập trung và nghe thầy giáo giảng hơn nhá. Chứ mắt con dạo này không nhìn thấy thầy ạ. Ừ. Màn hình to này không nhìn thấy à? Không, em học bằng điện thoại, em không học bằng máy tính ạ. Bảo hoặc là đấu từ điện thoại ra tivi ấy. Vâng. Các bạn đã hiểu được cái câu 10 chưa ạ? Những ai đã hiểu được câu 10 ở online bấm nút giơ tay ạ. Ở trực tiếp bạn nào chưa hiểu thì hỏi thầy ạ. Đã hiểu được câu 10 chưa? À. À, tôi sẽ giảng qua một chút câu số 1 để chúng ta nhớ nhé. Câu 11 là cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH ở hình bên. Các khẳng định nào sau đây là đúng? Thì ai một mời bạn là Phúc trả lời tôi, con chọn đáp án nào? Đấy, đã bảo nghĩ rồi mà sao? Bạn ấy chọn đáp án A, chúng ta cùng kiểm tra nhé. Tức là tôi nói về cái tính chất của nó trước con này. Tức là DES là một tam giác này, DH, H là trung trung điểm, người ta gọi DH là trung tuyến đúng không? Hà Bách. Nhờ. Đấy, con bị mắt lác rồi à? Thế thì DH là trung tuyến không? À, một cái đường trung tuyến nữa đi qua G ấy, cắt nhau ấy. Tại G này người ta gọi là G là trọng gì ạ? Trọng tâm. Đúng chưa? Thì khoảng cách từ trọng tâm của tam giác tới đỉnh luôn bằng 2 phần 3 độ dài đường trung tuyến của nó. Tức là tôi lấy mỗi điểm nữa ở đây. Thì đường trung tuyến của DH của chúng ta sẽ chia làm 3 phần. Được chưa? Thế thì như vậy là DH là một phần, DG là hai phần, HG là một phần, DG là hai phần và DH là ba phần. Như vậy bạn có là DG, HG là một phần, phần DG, DG là hai cơ, bây giờ ghi là một phần ba là bị gì? Bị sai ạ, vâng ạ. Đấy. DH phần, DG phần GH, DG là hai phần GH là một, thì hai phần một đúng bằng hai chưa? Đó, câu này là câu đúng. Chúng ta kiểm tra hết ạ. DH phần GH phần DH ạ. GH là một phần, DH ạ, DH là mấy phần? 3 phần, đúng ra là phải là 1 phần mấy ạ? 1 phần 3 thì đúng. HG là một phần, DH là 3 phần, là 1 phần 3 lại ghi 1 phần 2 sai, như vậy có một đáp án.
Ví dụ người ta bảo trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, người ta có thể cho hai đáp án đúng đều được cả. Đúng không? Câu số 12 ạ. Ta tam giác ABC với đường trung tuyến AD là 15, G là trọng tâm đấy, khi đó DG đấy. Con thấy chưa? Dùng ngay cái hình này đi ạ. DG đã chiếm 2 phần đấy của 2/3 độ dài đường trung tuyến của nó. Mời bạn Hà Anh nào, Hà Anh trả lời này nào. Khoảng cách đáp án D à? 2/3 khoảng cách từ trọng tâm tới đỉnh của tam giác là DG đúng không? DG đây luôn bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến của nó. Dạ. Tam giác ABC nhá, AD là trung tuyến không? Đúng không? Thì G là trung tuyến thì GD chỉ bằng 1 phần mấy thôi. 1 phần 3 là giống như cái này này, GH là 1 phần 3 này. Còn khoảng cách từ trọng tâm tới đỉnh là 2 phần 3 không? Thì đây là G là trọng tâm tới D là trung tuyến không ạ? D là trung điểm đấy. 1 phần 3 nhân đến 15 thì phải là đáp án đúng là đáp án gì ạ? Đáp án D. Đúng chưa? Nó nhìn nhầm lên nhá, đây là A là xuất phát từ A này này. Đỉnh này. Đường trung tuyến AD đấy. Còn G là trọng tâm, như vậy từ trung điểm tới trọng tâm nó chỉ chiếm 1 phần mấy thôi? 1 phần 3 thôi. 1 phần 3 của 15 là bằng mấy ạ? Bằng 5. Hiểu chưa? Đây ví dụ chỗ này này. Thằng DH mà 15 này thì thằng HG là chiếm 1 phần 3 thôi. Còn thằng DG mới chiếm 2 phần mấy? 2 phần 3. Mình để ý cái đỉnh này. Chúng ta tiếp tục đến với phần tự luận. Câu A này trả lời ngon chưa? Nhìn vào biểu đồ ở đây. Biểu đồ lượng mưa trung bình trong các tháng năm 2019 của thành phố Hồ Chí Minh như sau. Đây cho các tháng này, tháng 1, tháng 2, tháng 3 đến tháng 12 này. Lượng mưa trong tháng 6 nhiều hơn bao nhiêu mm so với lượng mưa của tháng 5? Tháng 6 là bao nhiêu đây? 309, tháng 5 là bao nhiêu? Như vậy mình trả lời được luôn chưa? Mình sẽ xét hiệu thôi là bao nhiêu ạ? Mời bạn Đức Anh trả lời thầy ạ. Bằng bao nhiêu? Có đơn giản không ạ? Tiếp theo. Lượng mưa trong tháng 6 đã tăng bao nhiêu phần trăm so với tháng 5? Làm tròn đến hàng phần 10. Bao nhiêu ạ? Mời bạn Chí Anh trả lời thầy phép tính cái của con nào. Ba trăm linh chín này, đúng rồi, mình chia cho 213 nhân với 100 và viết ký hiệu gì, nhân với 100 và viết ký hiệu phần trăm và bằng 145%. Và từ đó mình sẽ trừ đi, nó sẽ tăng bao nhiêu? À, nên lượng mưa đã tăng 40 mấy, 45 phần gì? Phần trăm. Các bạn đã hiểu được chưa ạ? Đấy, mình tính phần trăm trước đi. Mình tính phần trăm thì nó sẽ ra là 145%. Nên lượng mưa đã tăng 45% đúng không? Tính tỷ số phần trăm thì nó là bài cơ bản trên lớp các thầy cô dạy rồi, nhưng thầy chỉ nói qua qua thôi nhá. Được không ạ?
Nhưng lại thầy lại dạy cả cái dễ nhất trên đời nữa thì nó không có thời gian. Tiếp theo các bạn ghi cho thầy nội dung của bài 2, bài 3 đi ạ. Các bạn ghi vào vở đi ạ. Không vẽ lên màn hình nha con nha. Bây giờ chúng ta sẽ có các số chính phương là các số nào? 1 này, 4 này, 9 này, 16 và 9, 25. Như vậy mình có mấy số ạ? Có 5 số, như vậy xác suất của biến cố sẽ là 5 chia bao nhiêu? 5 phần bao nhiêu ạ? 5 phần 30. Thầy đánh phân số nó hơi lâu nên tôi sẽ tính nó như vậy nha. Và rút gọn nó chính là bằng bao nhiêu ạ? 1 phần mấy ạ? 1 phần 6. Xong chưa ạ? Có gì khó khăn không? Kết thúc cái bài 2 rồi, các con đã hiểu được bài chưa? À, các con nên ghép bằng dấu chấm phẩy nhé. Ghi được bài bài 2 và chữa xong chưa ạ? Thầy chuyển sang bài 3, bài 4 nha. Thầy đáo chuẩn bị cho giảng bằng bảng ạ. Hay là cứ giải nốt cái bài đại số đi lại nhá. Như vậy đáp án của cái anh A này sẽ là thu gọn sẽ được là bao nhiêu ạ? Thế thì để giải được nó thì không chịu khó khăn, chúng ta sẽ nhóm 2x mũ 3 trừ x mũ 3 thì được là 1x mũ mấy ạ? 1x mũ 3 đúng không? À, cộng x bình đúng không ạ? Một x bình rồi, bây giờ đến trừ 2x với cả dương 3x thì còn cộng gì ạ? Cộng x. Còn cộng mấy nữa? Cộng 2 là xong. Rồi đấy là đáp hướng dẫn cho cái phần A. Và đến phần B. À, thu gọn nốt cái đa thức ở phần B nữa ạ. B này. Mời bạn một bạn online trả lời thầy nào. Mời bạn Thành ở đội Bình trả lời thầy ạ. Kết quả ở phần B sẽ là bao nhiêu ạ? À, đa thức B sẽ thu gọn là bao nhiêu ạ? 4x mũ 3 trừ x mũ 3 thì được. 3x mũ 3 thì được x mũ 3. Thành ơi. À.
Bạn bảo đọc cho thầy kết quả. Đáp án B thu gọn được là 3 x Trừ chia 3 x mũ 2 thì cho trừ x x gì nữa? cộng 1 cộng 1 Trừ hay cộng? cộng cộng Lần sau 1 thầy hỏi phải trả lời thầy luôn nhá, chứ có việc khác để sau. Như vậy là 4x mũ 3 trừ 3x mũ 3 còn 1x mũ 3 trừ 5x bình cộng với 4x bình còn trừ 1x bình. 3x trừ 4x thì còn trừ x và cuối cùng là cộng 1 xong. Bây giờ tính tổng của nó thì khá là dễ đúng không ạ? À, thầy hướng dẫn và cộng dồn vào thôi ạ. X mũ 3 cộng x mũ 3 là mấy x mũ 3? 2 thứ 3. Thầy có 2x mũ 3 này. Tiếp là x bình, dương x bình cộng với trừ x bình là hết chưa Hết ạ? ạ. Dương x với trừ x là hết, còn lại là 2 Còn cộng cộng 1 cái nữa. 3. Cộng 3. Rồi tìm nghiệm của đa thức px bằng ax cộng bx trừ 19. Thì từ đó mình suy ra Suy ra 2 thì x cộng 3 cộng 3 thì 19 bằng 0. bằng Bằng 0. 2x mũ 3 cộng 3x rồi trừ mười mấy nữa? Trừ Trừ 19. 19. Và nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 0 ạ. x mũ 3 trừ 16 đúng không? Trừ 16 thì mình đưa thừa số chung là số mấy là tính chất phân phối đấy ạ? Số 2 mình đặt ra ngoài. Bên trong sẽ còn lại là 8 thôi. Và nghiệm của nó là cái giá trị trị của x để cho px bằng 0. Để cho px bằng 0 thì cái này bằng 0 không? Để px bằng 0 thì Thì 2x x mũ 3 trừ 8 phải bằng mấy ạ? x Bằng 0, từ đó mình suy ra luôn x bằng mấy ạ? bằng không Bằng x 2. bằng 2 Vậy x bằng 2 thì x bằng 2 là nghiệm của đa thức px. Xong bài 3. Được chưa? Có gì khó khăn không? Hiểu được hết không. chưa ạ? Đấy, các bạn mà ghi chép mà làm bài mà chậm hơn cả thầy đánh máy tính thì hơi kém. Chúng ta ghi bằng tay phải nhanh hơn đúng không? Các bạn online chữa xong bài 3 bấm nút giơ tay với thầy ạ. Vâng, thầy nó sẽ chuyển sang màn hình camera đấy ạ. Đấy, bạn ấy nói cho đấy. À, con phải kẻ cái hình nó to hơn nha bạn Phúc, và kẻ cái hình bé lý dí thì làm sao nhìn được.
Đến lúc cái câu này phát là nhìn là tắc luôn, đúng không? Và chúng ta sẽ nói qua cái nội dung của bài toán, tức là người ta sẽ bảo là cho một cái tam giác ABC, đúng không con? Một cái tam giác ABC là tam giác này là tam giác gì con? Cân. Như vậy thầy không đánh dấu đây được vì nó có các đường rồi. Và chúng ta sẽ có được góc B nữa bằng góc gì ạ? Bằng góc C ở đây. Đúng chưa? Rồi, có gì nữa con nhỉ? Có AH là đường gì? Đường cao. Từ H chúng ta kẻ HM vuông góc với AB, HN vuông góc với AC. Đúng không? Được chưa ạ? Tạm thế đã nhỉ? Và MN cắt AH tại đâu? Tại K. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh ý thứ nhất, ý A. Ý A thì nó gọi là cái ý siêu dễ rồi. Đúng không các con? Chứng minh tam giác AHB bằng tam giác AHC. Chúng nó sẽ bằng nhau theo trường hợp gì con? Mời Bách trả lời thầy ạ. À, nó sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Đó là cạnh huyền nào? À, AB bằng AC theo giả thiết, đúng không? Và góc B bằng góc C theo tính chất của tam giác gì ạ? Cân. Như vậy mình đã giải thích được xong chưa ạ? Chỗ này thầy đó chỉ nói hướng dẫn thôi nhá. Đó, mình sẽ có AB bằng AC theo gì? Giả thiết. Thầy hướng dẫn nha. Các bạn nhớ là các cái lời giải chi tiết tôi đã nói rồi ạ. Tôi chỉ hướng dẫn thôi ạ. Góc B bằng góc C thì chúng ta sẽ có được đó, hai tam giác này bằng nhau trong trường hợp cạnh huyền góc nhọn, đúng không? Và đạt được cái trường hợp là cạnh huyền góc nhọn. Hoặc một cách khác có làm được không ạ? Có một cách khác nữa, đó là cách nào nhỉ? Tam giác ABH bằng tam giác ACH bằng nhau trong trường hợp nào nữa ạ? Dung Dung cũng nhìn được ra không? Tam giác chứng minh tam giác ABH và tam giác ACH nó sẽ bằng nhau trong trường hợp nào nữa không biết không? Cạnh huyền góc nhọn đây rồi, bạn ấy nói rồi. À, cạnh huyền AB bằng AC theo giả thiết, cạnh góc vuông AH chung không? Nó sẽ bằng nhau trong một trường hợp khác nữa, đấy là cách 1 là ra cạnh huyền góc nhọn, cách 2 thì có thể chứng minh là cạnh góc vuông. Rồi xong nhá. Đến ý B. Đây này, HM và HN là vuông góc rồi, MN cắt AH tại K. Chứng minh AH vuông góc với cả MN, ý này có gì khó khăn không? Thầy chưa chứng minh được thế mới đau. Đức Anh mách cho thầy cho nào. Rồi bạn chứng minh tam giác AMH và tam giác ANH rồi. Sẽ chứng minh được hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn, đúng không? Gì nữa? Rồi. Chúng nghe cho chia hai con này bằng nhau, đúng không? Có cách khác nữa đi. Tam giác MA bằng tam giác LAH thì có MA bằng MA. Thì suy ra đây là A sẽ thuộc trung trực của ML. Cũng được, đấy là cách 3, đúng rồi. Hoặc là nó đã chứng minh được cái tam giác AMH ấy, bằng tam giác ANH là thì AM bằng AN, tam giác AMN là tam giác cân. Tam cân thì mình đã có AK là phân giác, vì lúc trước hai tam giác này bằng nhau thì hai con này bằng nhau không? Thì phân giác sẽ là đường nghỉ, đường cao. Đúng không? Nhanh hơn. Vậy nó có rất là nhiều cách giải quyết nhỉ. Phần B là chúng ta sẽ có mục tiêu đi chứng minh AH vuông góc MN. Đây các con nha, tôi sẽ hướng dẫn các con một chút này. Chúng ta nhận thấy rằng ở đây để chứng minh được
AK mà vuông góc với MN. Thì mình nhận thấy là ở cái ý trước ấy, mình đã chứng minh được cái tam giác là ABH bằng tam giác ACH, thì có phải A1 bằng A2 không? Dẫn đến AH là phân giác đúng không? À còn HA là phân giác, mình suy ra được rồi. Mình suy ra HA là phân giác ngay chỗ này rồi, là phân giác. Tức là mình sẽ suy ra A1 bằng A2 đây này. AH là phân giác của góc nào con nhỉ? BA gì? AC. Đó. Khi đó mình muốn chứng minh vuông góc ấy, mình chỉ cần chứng minh cái đường cái đường AH này nó nằm AK là cho ta cân là AM gì? AMN. Có cách tư duy ngược như này nhá, nhìn tư duy ngược nha. Con này, con muốn chứng minh là vuông góc đúng không? Mà theo ý trước nó còn là phân gì? Phân giác. Vậy tam giác AMN sẽ là tam giác gì? Cân. Như vậy muốn chứng minh nó cân đúng không? Thì mình có thể chứng minh hai cạnh bằng gì? Bằng nhau. Muốn chứng minh hai cạnh AM bằng AN thì mình nghĩ đến chứng minh tam giác AMH bằng tam giác ANH, thì tới đây là mình sẽ giải được. Có hiểu không ạ? Vân thì giảng lại không? Ở phía lại, các bạn đã hiểu chưa? Và như vậy chúng ta sẽ đi chứng minh, ta xét gì ạ? Xét tam giác AMH và tam giác ANH có AM H bằng góc A N H cùng bằng bao nhiêu độ? 90 độ để nói về tam giác vuông thôi. AH là cạnh huyền trung gì nữa nhỉ? Có A1 bằng A mấy ạ? A1 bằng A2 theo chứng minh gì? Chứng minh trên. Kết luận tam giác AMH bằng tam giác ANH theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn đúng không? Rồi, hai tam giác này bằng nhau là trường hợp cạnh huyền góc nhọn, từ đó ta suy ra AM bằng AN là cạnh tương ứng. AM mà bằng AN, chúng ta tiếp tục suy ra tam giác AMN cân tại đâu? Hả? Cân tại A. Đúng không? Đấy, dấu hiệu nhận biết, dấu hiệu nhận biết tam giác cân. Nó cân tại A rồi mà AK lại là đường phân gì? Phân giác. AK là phân giác của góc gì? BAC. Thì tam giác cân thì một đường là các đường còn lại không? Nó là phân giác, bây giờ nó sẽ là đường gì? Đường cao, nên AK cũng là đường cao. Của tam giác AMN. Nó là đường cao rồi thì chứng tỏ AK sẽ vuông góc với MN. Vậy AK vuông góc với MN đều phải chứng minh. Được chưa? Nhìn được kia thích hơn, nhìn ở đây làm sao mà đẹp bằng.